để giữ gìn cho môi trường xanh sạch đẹp hơn. Lao động ngày đêm, mưa, nắng, rét, con dùng người ta làm rất tốt. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai. Chính vì vậy có rất nhiều người trong xã hội đang phải làm những công việc mà không ai muốn làm, dù rằng nghề nào thì cũng góp phần làm đẹp cho đời. Bên cạnh việc mưu sinh thì tình yêu với nghề đang khiến cho hình ảnh những người lao động trở nên đẹp đẽ hơn. Và còn có những con người thầm lặng đến độ tự đứng ra đảm nhiệm các trách nhiệm to lớn mà không màng tới bất kỳ lợi ích nào. Và trong ngày hôm nay, Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, chúng tôi sẽ được dành một phần thời lượng để vinh danh những con người chẳng được súng xính váy áo như dân văn phòng, chẳng có kiến thức cao siêu để người đời trọng vọng, để nói lên rằng nghề nào cũng là nghề vinh quang. Và nội dung chi tiết của những câu chuyện giản dị và đầy ý nghĩa này sẽ có ở phần sau của bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay, mùng 1 tháng 5 năm 2017. Còn ngay sau đây sẽ là một số những nội dung đáng chú ý khác. Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thủy Dương. Trong tháng 5 này, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh xảy ra trên phạm vi toàn quốc. Hàng chục người dân ở Đồng Tháp bỗng dưng mắc nhiều loại bệnh và chủ yếu liên quan đến đường hô hấp. Thành công mới của các bác sĩ bệnh viện E khi phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân mắc tim bẩm sinh, đặc biệt ngay cả khi tim vẫn đập. Vận động viên leo núi nổi tiếng Ueli Steck thiệt mạng khi bất ngờ bị trượt và rơi 1000 m trên đỉnh dãy núi Everest. Người dân ở miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của nắng nóng và một số đợt không khí lạnh xen kẽ. Không khí lạnh sẽ tập trung vào nửa đầu tháng, gây mưa rào và dông trên diện rộng, khiến nhiệt độ giảm ở ngưỡng trời mát ở miền Bắc. Đây là những nhận định mới nhất về diễn biến xu thế thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương trong tháng 5 này. Theo đó, 10 ngày đầu của tháng 5, nhiệt độ trung bình phía Bắc phổ biến xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm. Ở các khu vực khác ở mức xấp xỉ với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ngoài ra xen kẽ những đợt không khí lạnh. Trong tháng 5 có khả năng xuất hiện khoảng từ 1 đến 2 đợt nắng nóng, song cường độ không gay gắt và không kéo dài. Nắng nóng có khả năng xảy ra tập trung ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng có khả năng sẽ xuất hiện các đợt mưa chuyển mùa và sẽ gia tăng số ngày có mưa trên khu vực. Đặc biệt tháng 5 là thời điểm chuyển từ mùa xuân sang mùa hè, do vậy trên phạm vi toàn quốc cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Những ngày nghỉ lễ, khi mà nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đồng nghĩa với nguy cơ tai nạn cũng gia tăng. Riêng trong ngày hôm nay, mùng 1 tháng 5, cả nước có 24 người tử vong vì tai nạn giao thông. Như vậy, cứ mỗi giờ lại có một người tử vong. Theo thống kê mới nhất của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong ngày hôm nay đã xảy ra 39 vụ, làm chết 24 người, bị thương 40 người. Đáng lưu ý, toàn bộ số vụ tai nạn trên đều là tai nạn đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra vụ tai nạn nào. So với ngày hôm qua 30 tháng 4, ngày hôm nay tăng 11 vụ, tăng 9 người chết và tăng 14 người bị thương vì tai nạn giao thông. Ngày mai mùng 2 tháng 5, ngày nghỉ lễ cuối cùng cũng là ngày nhiều người trở về sau những chuyến nghỉ ngơi. Do đó, việc đi lại của người dân cần hết sức cẩn thận để tránh những tai nạn đáng tiếc. Thưa quý vị, trong 2 ngày nghỉ lễ thì những bức ảnh chụp ở các khu du lịch trên cả nước được đăng tải trên các trang báo và mạng xã hội khiến cho không ít người cảm thấy ái ngại và thậm chí là ngán ngẩm vì sự đông đúc và quá tải. Những tưởng vì vậy mà các khu vui chơi ở thủ đô Hà Nội vắng vẻ và dễ thở hơn. Thực tế thì lại khác, người người đi chơi, nhà nhà đi chơi khiến cho một số điểm vui chơi ở Hà Nội cũng đông đúc không kém, nhất là những khu có hồ nước, bể bơi. Ghi nhận của phóng viên VTC14 cách đây ít giờ. Công viên Thủ Lệ đông kín người tham quan. 15 giờ chiều, thời điểm thời tiết vẫn còn nắng nóng, nhưng dòng người đổ về công viên ngày một nhiều. Cả trẻ nhỏ lẫn người lớn đều mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng chói chang. Hầu hết những người về tham quan công viên Thủ Lệ đợt này là khách ngoại tỉnh. Sáng chiều quay lại để mua vé để cho cháu nó vào chơi. Hôm nay đến công viên Thủ Lệ, dường như trẻ không thích thú với việc xem thú bằng việc bơi thuyền trên hồ. Thời tiết nắng nóng, mặt hồ gió mát nên gia đình nào cũng muốn dành những tấm vé để được xuống thuyền. Lượng khách đông nhưng giá vé vẫn giữ nguyên, 40.000 đồng một lượt 30 phút với thuyền nhỏ, 60.000 đồng một lượt 30 phút với thuyền lớn. Đến 15:30, quầy bán vé quá tải vì lượng người mua quá đông, nhân viên xếp vé trưng biển hết thuyền. Nhiều cháu nhỏ tỏ ra thất vọng sau khi chờ đợi quá lâu. Thuyền hoạt động dày đặc trên mặt hồ, nguy cơ va chạm vào nhau là không tránh khỏi. Ấy vậy mà có thuyền 3-4 người chỉ trang bị một áo phao. Số lượng khách tăng đột biến, cái quyền của khách. Bởi vì mình bảo, mình cũng nhắc người ta là bây giờ cố mặc áo phao vào thì người ta bảo là nóng. Lắm khi tôi tuyên bố rằng là cái nóng còn hơn là cái xảy ra tai nạn. Đấy, nhưng mà vì khách người ta không ý cái gì đấy. Còn ở công viên nước Hồ Tây, dòng người ùn ùn đổ về để tận hưởng cảm giác mát lạnh ở các khu bể bơi và khu trò chơi. Tình trạng đông đúc không kém gì những ngày nắng nóng cao điểm. Hôm nay thời tiết thì cũng rất là cũng hơi nóng lực, thì nhưng mà cũng rất là thấy thoải mái vì là có trời có gió. Thì không khí ngày hôm nay thì cho con đi chơi rất là vui. Đấy, mà cả gia đình đi thì cả mẹ cả con bố mẹ là rất vui. Bé thích lắm tại vì là bé ở đây có nhiều con vật đấy. Với lại cũng chưa được đi đạp vịt bao giờ nên là. Mặc dù thời tiết nóng nực, chịu cảnh chen lấn đông đúc nhưng nhiều người vẫn hài lòng với chuyến tham quan. Có những đứa trẻ dù mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn tỏ ra thích thú vì đây là kỳ nghỉ dài thứ 2 trong năm cùng bố mẹ. Mặc dù cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động chở khách trên đảo Chè Cầu Cau, huyện Thanh An, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 này, hoạt động chở khách ngang sông vẫn diễn ra rất nhộn nhịp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn. Dù bến lòng hồ thủy lợi của đảo Cầu Cau chưa có trong danh mục các bến thủy nội địa, thế nhưng nơi đây vẫn có 19 trên 21 thuyền chở khách với sức chở từ 6 đến 12 người đã được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, thời hạn đăng kiểm đến đầu năm 2018. Khi hoạt động, nhiều thuyền đã chở số người vượt gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với tải trọng quy định. Thuyền tư nhân là họ thường là họ bắt được 30 khách thì họ chở cả 30 khách, họ không san sẻ ra cho ai cả. Nên mà thuyền quá tải thì cái màn nước nó quá thấp, nó rất nguy hiểm đến tính mạng con người. Nghĩa là có áo phao đấy, nhưng mà từ ý thức tự giác của mọi người cho đến nhân viên này là chưa ấy để mà mặc áo phao đầy đủ nên cảm giác là nó cũng mất an toàn. Mặc dù từ ngày 19 tháng 1 năm 2017, Sở Thông vận tải tỉnh Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo huyện Thanh Chương đình chỉ hoạt động vận chuyển khách bằng phương tiện giao thông đường thủy trên lòng hồ thủy lợi Cầu Cau đối với tất cả các thuyền hoạt động tại đây. Thế nhưng, hoạt động này vẫn hiên ngang diễn ra. Hơn 2 tháng nay, rất nhiều người dân ở đoạn kênh cầu Châu Trắng thuộc ấp 3, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, bỗng dưng mắc nhiều bệnh mà chủ yếu liên quan đến đường hô hấp. Nguyên nhân được cho là việc xả thải và đường thoát nước từ những vèo nuôi cá lóc và nuôi ếch của hai hộ dân ở gần đó. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. Một màu đen và chỉ đợi mưa xuống thì dòng nước này sẽ bốc lên một mùi hôi khủng khiếp. Ở khu vực này có khoảng gần chục hộ dân sinh sống, nhưng hơn phân nửa trong số đó, nhà nào cũng có người mắc bệnh về đường hô hấp, thậm chí là có nguy cơ sốt xuất huyết. Điển hình là nhà bà Nguyễn Thị Châu, gia đình đông thành viên và cũng đông người mắc bệnh. Gia đình tôi giờ bệnh hết là 4 người, 3 người rồi đó. Đứa nhỏ cháu nội ngoại ở đây bị sốt hoài liền chị bóc vậy. Bữa nào không có mưa thì ngủ hơi được rồi có khi nó bốc mùi. Còn có mưa có thể nó ba mùi lên ngủ không được gì chăng. Rồi chừng nào mà nó hạ xuống từ từ rồi ngủ quên, có khi 2 giờ tôi ngủ cũng chưa được. Nơi được cho là nguồn cơn gây nên những căn bệnh cho đa số người dân sống ở đây là vèo nuôi ếch của hộ bà Nguyễn Thị Nhung và ao nuôi cá lóc của ông Nguyễn Văn Tám. Nhận trách nhiệm là có xả thải vào đường nước này, nhưng ông Tám cho rằng nơi chăn nuôi của ông không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra ô nhiễm. Hồi xưa là ở đây là nó hai cái mương, hai đường mương thải, nhưng mà ở ngoài lộ người ta đã bích lại một cái, tất cả hầm cá, hầm đồ đằng này nè, rồi bắt đầu là bích ở đẳng bao nhiêu nguồn nước, bây giờ dồn lại hết. Để chứng minh lời mình nói, người đàn ông này đã chỉ cho phóng viên những đường xả thải khác chảy về đường nước duy nhất còn lại này. Nước thải sinh hoạt nước thải chăn nuôi dù bị che khuất dấu vết, song ông Tám khẳng định tất cả đều chảy về đường nước này. Trước là nhờ có khui nước này kia nọ thì nó giảm bớt, mà bây giờ không có khui. Giờ để nó tồn động lại đây, nó bị hôi thối với nó, ba cái nước này kia nọ vậy. Phải có làm sao mà khắc phục được thì nó cũng đỡ. Không khắc phục được thì nó hôi thối rồi nó phải xanh sản ra mũi mồng này kia nọ. Đường nước ngày càng thu hẹp và bị ứ động. Song bao nhiêu nguồn nước sinh hoạt lẫn chăn nuôi lại dồn về đây. Cùng với đó là rác thải của chính những hộ dân đang chịu chung ảnh hưởng đã khiến cho đường nước từ một nơi để thoát nước, nay là chỗ để bao nhiêu mầm bệnh sinh sôi. Luật bảo hiểm y tế sửa đổi đã được triển khai thực hiện khá lâu. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn rất lạ lẫm và thậm chí là bức xúc với quy định phải mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Do đó, hiện cả nước vẫn còn hơn 70% người dân trong diện phải tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình lại không mua bảo hiểm. Lý do mà người dân đưa ra chủ yếu là do điều kiện kinh tế khó khăn. Tại nhiều tỉnh, số người tham gia rất thấp, chưa đến 5% như Sóc Trăng, Đắk Lắk, Trà Vinh và Hà Nam. Theo quy định hiện hành, nếu mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người đầu tiên sẽ mua với mức giá là 621.000 đồng. Từ người thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ được giảm trừ mức đóng với giá lần lượt bằng 70%, 60%, 50% so với mức đóng của người đầu tiên. Như vậy, với hộ gia đình có 4 người, chi phí mua bảo hiểm y tế cả năm hơn 1,7 triệu đồng. Tuy nhiên, đối với nhiều hộ gia đình có nhiều thành viên hơn, thì việc bỏ ra một số tiền lớn liền một lúc để mua bảo hiểm y tế là chuyện không hề đơn giản. Được biết, hiện gần 65% số thẻ bảo hiểm y tế là từ nguồn ngân sách. Và điều này cho thấy tỷ lệ người mua bảo hiểm y tế tự nguyện khá thấp, chỉ khoảng hơn 11 triệu người. Trong khi đó, từ ngày 1 tháng 6, giá dịch vụ y tế đối với người không có bảo hiểm y tế sẽ tăng khoảng 4 lần. Phẫu thuật nội soi tuy không còn xa lạ trong nhiều cơ sở y tế, song đối với các bệnh lý về tim vốn có nhiều phức tạp, việc phẫu thuật nội soi hoàn toàn không hề đơn giản. Thành công mới của các bác sĩ bệnh viện E khi phẫu thuật nội soi toàn bộ trong tình trạng tim vẫn đập là một tin vui đối với nhiều bệnh nhân mắc tim bẩm sinh, đặc biệt là những bệnh nhân bị thông liên nhĩ, một bệnh tim bẩm sinh khá thường gặp. Đây là một trường hợp bệnh nhân nữ 61 tuổi được chẩn đoán là thông liên nhĩ, nhưng để lâu nên lỗ thông lớn đã gây hậu quả cho tim và phổi, hở van tim ba lá nhiều. Trước đây, trường hợp như của bệnh nhân này, các bác sĩ phải mở một đường cưa đôi xương ức với đường mổ dài từ 15 đến 20 cm. Sau đó bác sĩ cho tim ngừng đập nhờ máy tim phổi nhân tạo. Lúc này mới vá lỗ thông. Thì bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật khi tim bệnh nhân vẫn đập liên tục. Thời gian dài khi mà chúng tôi mở đằng ngực và cũng thực hiện tim ngừng đập, chúng tôi tiến hành mổ nội soi hỗ trợ ở đường ngực với cái đường mổ khoảng 4 đến 6 phân và vá thông nhĩ khi tim đập, thì thấy là kết quả nó tốt hẳn rất nhiều so với tim ngừng đập. Và khi mà tim đang đập ấy thì chúng tôi không phải dùng cái dung dịch liệt tim, như vậy là cơ tim sẽ tránh được cái tổn thương do bản thân cái liệt tim nó gây ra. Đấy là... Sau 3 tiếng, ca mổ đã thành công. Hơn 40 ca thông liên nhĩ đã được điều trị thành công bằng kỹ thuật này với thời gian hồi phục vô cùng ấn tượng. Một điểm đặc biệt của kỹ thuật vá thông liên nhĩ bằng nội soi toàn bộ tim đập của Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E khác với các trung tâm tim mạch khác trên thế giới. Đó là các bác sĩ mổ bằng 4 lỗ chô ca, kích thước chưa đến 1 cm, thay vì 3 lỗ chô ca thông thường. Đây, mình mổ xong một bệnh nhân thông liên nhĩ mà mở cưa xương ngực, thì để đóng lại cái xương liền mất độ 2 tháng. Thế nhưng nếu như bây giờ chỉ qua những lỗ thông nhỏ đó thôi, thì sau khi bệnh nhân hồi phục được về cái sẹo nhỏ của vết mổ qua những lỗ đó, thì bệnh nhân có thể quay lại cuộc sống đời thường sau độ 1 tuần. Thì cái đó là cái kết quả hết sức ấn tượng. Và như vậy là nó giảm cái thời gian nằm viện đi, giảm thời gian hồi phục, giảm đau. Và đặc biệt đối với nữ giới là vấn đề hết sức thẩm mỹ. Chỉ có 3-4 cái lỗ nhỏ trên thành ngực thôi thì sau này cái sẹo nó mờ mất đi. Như vậy bệnh nhân không bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. 3 ngày sau ca mổ vá thông liên nhĩ bằng nội soi, bệnh nhân 37 tuổi này đã có thể ăn uống nhẹ nhàng. Sau mổ, tiền lượng khá tốt. Trưa nay tôi vừa mới tạm ăn cơm, còn từ hôm mổ thì ăn cháo dinh dưỡng và uống sữa. biết bệnh cách đây 3 năm rồi. Thế là đến đây khám và được các bác sĩ chuẩn đoán là bị thông liên nhĩ với màng ngăn nhĩ trái. Nếu trước đây muốn thực hiện kỹ thuật này, bệnh nhân phải ra nước ngoài thực hiện. Tuy nhiên, giờ mọi chuyện đã khác. Đã có ít nhất 3 gia đình gác lại dự định cho con sang Singapore điều trị mà ở lại trong nước. Khi những con phố sáng đèn cũng là thời điểm những người công nhân vệ sinh môi trường lại bắt đầu tất bật với công việc của mình. Họ chính là những người thầm lặng góp phần vào công cuộc bảo vệ, giữ gìn, làm cho đường phố thêm xanh sạch đẹp. Đã có những hy sinh khó nói hết thành lời, nhưng công việc của họ luôn để lại trong chúng ta sự nghĩ suy về ý thức bảo vệ môi trường. Bên cạnh mục đích mưu sinh thì tình yêu với nghề, sự hy sinh thầm lặng của họ cũng như của biết bao người đang khiến cho hình ảnh những người lao động trở nên đẹp đẽ hơn. 10 giờ tối ngày 30 tháng 4, một ngày lễ lớn của đất nước, chị Nguyễn Thị Nụ vẫn tiếp tục miệt mài với công việc hàng ngày của mình. Càng vào ngày lễ Tết hay mùa lá rụng, công việc của các chị lại càng bận rộn, vất vả, nhọc nhằn hơn. Khi ngày lễ ngày Tết thì cái công việc phục vụ thì rất là vất vả. Nhưng khi mình đã chọn vào cái công việc để phục vụ cho thành phố ngày càng xanh sạch đẹp hơn thì chị em rất là nhiệt tình và hưởng ứng là những cái công việc khi ngày lễ ngày Tết. Một ca làm việc của các chị thường bắt đầu lúc 18:30 với việc thu gom rác thải sinh hoạt của bà con dân cư trên các tuyến phố. Từ 10 giờ tối, khi đường phố đã thưa vắng người, các chị tiếp tục làm công việc quét dọn trên lòng đường, vỉa hè các tuyến phố. Hết ca làm việc vào khoảng 4 giờ sáng, khi đường phố đã sạch đẹp, cũng là lúc người dân thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới. Khi mình ra về là con đường của thành phố mà cái cung đường của mình đảm nhiệm nó sạch rác và nó xanh sạch đẹp hơn để cho mọi người buổi sáng thức dậy đi tập thể dục cho không khí nó được trong lành hơn. Vất vả nhất là chị em môi trường. Lao động ngày đêm, mưa, nắng, rét, nói chung là người ta làm rất tốt. Mong muốn lớn nhất của những người công nhân vệ sinh môi trường là mỗi ngày người dân ở thành phố càng có ý thức, trách nhiệm tốt hơn trong vấn đề vứt rác, giữ gìn vệ sinh chung. Đó là cách giúp đỡ, cảm thông tốt nhất với công việc nặng nhọc của những người công nhân vệ sinh môi trường. Lao động là đam mê, là sáng tạo, là có thể thành công khi khởi nghiệp ở bất cứ độ tuổi nào. Để chứng minh cho điều này, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một ông lão đã 90 tuổi ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, được nhiều người biết đến khi ông vừa khai trương 2 điểm du lịch sinh thái. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là câu chuyện đáng chú ý nhất đối với người đàn ông đặc biệt này. 2 điểm du lịch Sông Quê và Thiện Thành của 2 nhà vườn tại Cù Lao, Tân Thuận Đông của ông Lê Văn Thành từ ngày khai trương đến nay chưa bao giờ vắng khách. Với nhiều loại trái cây và các món ăn ngon của vùng sông nước và dịch vụ đạp xe, bơi xuồng len lỏi trong các vườn cây luôn làm hài lòng du khách. Sinh thái, rồi mình có thể bơi xuồng đi vòng quanh để có thể có được những cái cảm giác thư giãn sau những ngày dài làm việc vất vả. Nhưng đó chưa phải là điều ấn tượng duy nhất với nhiều du khách. Khi đến điểm du lịch sinh thái Thiện Thành, khách tham quan còn khá bất ngờ về hình ảnh của một ông cụ tóc bạc phơ nhưng vẫn khỏe mạnh, đi tới đi lui, chỉ huy chăm lo cho điểm du lịch mới. Ông là Lê Văn Thành, hay còn gọi là ông Năm Phích, năm nay đã bước sang tuổi 88. Cuộc đời ông gắn bó với nghiệp làm nông, mảnh vườn nhà cũng đem về thu nhập khá, nhưng ông vẫn mạnh dạn đầu tư hơn 400 triệu đồng chuyển sang làm du lịch. Mà làm đây để cho mấy cái thiếu nhi sau này phải có lợi ích nhiều cho những cái người nông dân nghèo. Đây là cây cầu khỉ, ông Nam Thành vừa kêu con cháu Bắc để du khách có thêm trải nghiệm và cũng để ông nhắc nhớ đến mọi người về hình ảnh quen thuộc của vùng đất miền Tây xưa. Với quyết tâm trong làm du lịch, sự tiên phong của ông Nam Thành được con cháu trong gia đình ủng hộ. Chính ông cũng đã khơi dậy tinh thần, niềm đam mê làm du lịch đối với người con trai út đang nối nghiệp ông. Cố gắng thứ nhất là tạo cảnh quan, Thứ hai là mình về công tác phục vụ thì mình sẽ cho một số cháu, một số đứa phục vụ nó đi học thêm lớp tiếng Anh để mình sau này mình cho nó phục vụ cho công tác du lịch cho nó tốt hơn. Đến khu sinh thái của ông Nam Thành, du khách không chỉ được bơi xuồng, đi cầu khỉ, thưởng thức các món ăn ngon mà còn được ông Nam kể cho nghe nhiều câu chuyện về vùng đất này, chuyện ông, một lão nông dạy con cháu làm du lịch. Hăng say lao động, ông Thành không chỉ đang làm giàu cho mảnh vườn gia đình mà còn đang góp phần làm đẹp hình ảnh quê hương. Mỗi một công việc đóng góp vào sự phát triển của xã hội thì dù là nghề gì cũng được xem là nghề vinh quang. Và những ngày này tại nhiều nước trên thế giới, nhiều cuộc tuần hành vì hòa bình thường được diễn ra nhằm kêu gọi các cơ quan chức năng đảm bảo quyền lao động và an sinh xã hội. Tuy nhiên cũng có những con người thầm lặng trên thế giới tự đứng ra đảm nhiệm các trách nhiệm to lớn mà không màng tới bất kỳ lợi ích nào. Như một bác sĩ ở miền Tây Ấn Độ được xem là một vị cứu tinh cho các bé gái sơ sinh tại quốc gia trọng nam khinh nữ này. Nhiều năm qua, ông đã cố gắng cứu các bé gái sơ sinh và dần xóa bỏ định kiến đối với nữ giới tại quốc gia Nam Á này. Đối với chị Jaya Sambur, việc chị còn sống là một điều kỳ diệu. Cơ thể của chị đã bị hủy hoại nặng nề do bị tạt axit. Điều đáng nói người tấn công chị lại chính là người chồng của chị. Tất cả chỉ vì chị sinh con gái. Không ai trong nhà chồng tôi đến chăm tôi ở viện chỉ vì tôi sinh con gái. Trường hợp của chị Jaya không phải là hiếm có ở bệnh viện này. Trước tình trạng trên, bác sĩ Ganesh Rath đã tình nguyện chăm sóc và hỗ trợ cho các sản phụ bị gia đình chồng ngược đãi do sinh con gái. Trong nhiều năm qua, ông đã nỗ lực vận động chống lại tình trạng phụ nữ phá bỏ bào thai bé gái hay thậm chí là giết các bé gái vừa chào đời. Ở Ấn Độ vẫn còn tư tưởng cho rằng gia đình sẽ không đầy đủ nếu không có con trai được xem như là người thừa kế, gánh vác việc gia đình, còn con gái bị coi là gánh nặng. Gia đình có con gái phải trả tiền sính lễ và chi phí tổ chức lễ cưới. Hiện nay, việc siêu âm để xác định giới tính thai nhi đã bị nghiêm cấm tại Ấn Độ. Tuy nhiên, theo bác sĩ Ganesh, điều đó vẫn diễn ra phổ biến bởi vẫn còn những nhân viên y tế nhận tiền của các gia đình để làm việc phạm pháp này. Bác sĩ Ganesh đã phát động chiến dịch cứu lấy các bé gái tại một bệnh viện nhỏ do ông thành lập tại miền Tây Ấn Độ. Tại đây, các gia đình sẽ được miễn viện phí nếu sản phụ hạ sinh bé gái. Các nhân viên bệnh viện còn mang bánh, hoa và nến đến chào đón sự ra đời của mỗi bé gái. Sau khi lỗi hẹn vào đúng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, đến ngày hôm nay, mùng 1 tháng 5, phố sách đầu tiên ở Hà Nội chính thức được ra mắt. Phố sách nằm trên đường 19 tháng 12 thuộc quận Hoàn Kiếm. Và dù tiết trời Hà Nội hôm nay nắng nóng, song rất đông đảo người dân vẫn tìm đến. Trong ngày khai mạc, nhiều đơn vị xuất bản đã tổ chức các hoạt động tọa đàm giới thiệu sách, giảm giá sách cho độc giả. Phố sách 19 tháng 12 gồm 16 gian hàng sách được thiết kế, xây dựng hài hòa với kiến trúc cảnh quan khu vực. Đây sẽ là nơi giới thiệu những cuốn sách, những bộ sách mới, nơi độc giả có cơ hội tiếp cận với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng, gặp gỡ, giao lưu, tọa đàm về sách với các tác giả trong và ngoài nước. Phố sách 19 tháng 12 dài gần 200 m, nằm cạnh Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, nối hai tuyến phố Hai Bà Trưng và Lý Thường Kiệt. Nhiều năm trước đây, con phố này quen thuộc với người dân Hà Nội, với địa danh là chợ âm phủ. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua 30 tháng 4 được xem là một ngày đáng buồn đối với những người hâm mộ và theo đuổi môn thể thao leo núi, khi biết tin về cái chết của Ueli Steck, vận động viên leo núi nổi tiếng của Thụy Sĩ. Được biết, anh đang trong quá trình chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới qua một con đường mà chưa từng có người khám phá. Theo thông báo của nhà chức trách Nepal, vận động viên leo núi Ueli Steck, 40 tuổi, đã bất ngờ bị trượt và rơi 1.000 m xuống chân núi Napse thuộc dãy Everest khi đang trong hành trình chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới này thông qua một con đường chưa từng có người khai phá. Vị trí xảy ra tai nạn ở độ cao cách mực nước biển 6.400 m. Hai người leo núi đang chinh phục Everest đã nhìn thấy và gọi cứu hộ. Hiện thi thể của Ueli Steck đang được đưa về thủ đô Kathmandu của Nepal. Trước đó, vận động viên leo núi nổi tiếng này đã từng có tuyên bố gây sốc về việc chinh phục các ngọn núi dãy Everest. Đó là những ngọn núi thực sự, nó vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi có thể chết. Những ngọn núi này cho thấy mọi chuyện đều có thể xảy ra. Sinh ra tại thị trấn Lungnau, thành phố Imento gần thủ đô Bern của Thụy Sĩ, Steck theo đuổi đam mê leo núi từ năm 12 tuổi. Năm 18 tuổi, Steck đã chinh phục thành công đỉnh Iger thuộc dãy Mont Blanc. Thành tích này đã giúp Steck trở thành nhà leo núi chuyên nghiệp, thu hút nhiều nhà tài trợ. Sau đó, Steck nhanh chóng trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất trong làng leo núi sau khi một mình chinh phục một ngọn núi cao nhất thế giới mà không cần thiết bị hỗ trợ cơ bản như bình giữ khí oxy, dây thừng. Năm 2013, Steck trở thành cái tên xuất hiện trong nhiều chương trình truyền thông khi thành nhà leo núi đầu tiên một mình chinh phục đỉnh Annapurna, một trong 10 đỉnh cao nhất thế giới trong 28 giờ, không cần bình dưỡng khí. Cho đến ngày hôm nay, số người chết trong các cơn bão kèm lốc xoáy và lũ lụt ở miền Nam và Trung Tây tăng lên ít nhất 13 người. Hiện chính quyền bang Missouri phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo thống kê, 4 người đã thiệt mạng khi các trận lốc xoáy tràn vào hàng loạt thị trấn nhỏ ở miền đông bang Texas. Gió mạnh đã làm đổ nhiều cây cối, phá hủy nhà cửa và đường xá trở nên hoang tàn với nhiều mảnh vỡ và dây điện nằm ngổn ngang. Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott đã chỉ đạo khẩn trương triển khai tìm kiếm cứu nạn trong khu vực. Hiện tại, chúng tôi đã triển khai các lực lượng cứu hộ để giúp đỡ người dân. Những trận lũ lụt này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng. Tại bang Arkansas, trận lũ đã làm 3 người chết, 2 người mất tích. Trong khi đó, tại Missouri, ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong trận lũ lịch sử. Giao thông trên tuyến đường cao tốc liên bang Interstate 44 cũng đã bị tê liệt. Ban này đã ban bố tình trạng khẩn cấp và có thể cần đến sự hỗ trợ của lực lượng phòng vệ quốc gia nhằm đối phó với thiên tai. Bên cạnh đó, mưa bão cũng gây ra một trận bão tuyết cuối mùa ở miền Tây bang Kansas. Điều này được coi là hiếm khi xảy ra. Tuyết rơi dày từ 8 đến 10 cm mỗi giờ khiến lực lượng chức năng phải phong tỏa tuyến đường cao tốc Interstate 70 để chờ tuyết tan. Bão cũng đã quét qua các bang Louisiana, Mississippi và Alabama trong ngày 30 tháng 4, gây nhiều thiệt hại. Vào lúc 18 giờ theo giờ địa phương ngày 30 tháng 4, tức là 8 giờ ngày 1 tháng 5 theo giờ Hà Nội, ít nhất 8 người đã bị thương và phải vào viện cấp cứu sau khi một người đàn ông chưa rõ danh tính nổ nhiều phát súng tại một khu nhà ở San Diego, miền Tây Nam nước Mỹ. Nguồn tin địa phương cho hay, một người đàn ông da trắng, một tay cầm chai bia và tay kia cầm khẩu súng bắn vào những người đang có mặt tại hồ bơi trong khu nhà liên hợp này. Ngay sau khi nhận được thông báo, cảnh sát Mỹ đã có mặt tại hiện trường và bắn chết kẻ xả súng. Cũng theo nguồn tin địa phương, trong số những người bị thương, hiện một số người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa rõ động cơ cũng như danh tính của kẻ xả súng ở San Diego. Vào ngày hôm qua theo giờ Mỹ, tức là ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận ít nhất 352 dân thường thiệt mạng trong cuộc không kích do Liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria và Iraq nhằm vào nhóm nhà nước Hồi giáo kể từ khi hoạt động này bắt đầu vào năm 2014. Bộ Quốc phòng Mỹ đã gửi lời xin lỗi đến gia đình có người thiệt mạng và những người bị ảnh hưởng của các cuộc không kích. Mặc dù vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 30 tháng 4 lưu ý rằng quân đội không thể điều tra tất cả các báo cáo về tổn thất tính mạng dân thường thông qua các phương pháp truyền thống như hỏi nhân chứng và rà soát khu vực hiện trường. Để xác định thiệt hại, Liên quân còn chất vấn phi công và các nhân viên quân sự tham gia chiến dịch, đánh giá các cuộc tấn công và giám sát các video ghi nhận thực địa, đồng thời phân tích các thông tin do tổ chức chính phủ, phi chính phủ cung cấp. Sau những cuộc biểu tình ngày càng gia tăng tại Venezuela, trong ngày hôm nay, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định cam kết sẵn sàng đối thoại với liên minh bàn đoàn kết dân chủ đối lập nhằm ổn định tình hình đất nước. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Maduro tố cáo phe đối lập không có ý định đối thoại với chính phủ nhằm thiết lập lại hòa bình, phục vụ phát triển đất nước, đồng thời khẳng định tất cả những ai kích động bạo loạn sẽ bị xét xử theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, thủ lĩnh đối lập Henrique Capriles đã bác bỏ việc quay trở lại bàn đàm phán với chính phủ bất chấp lời kêu gọi của giáo hoàng Francis. Trong một diễn biến có liên quan tới tình hình kinh tế đất nước này, Tổng thống Maduro thông báo sẽ tăng 60% lương tối thiểu cho các công chức và người về hưu từ ngày 1 tháng 5. Triển lãm Hoa Quốc tế Goyang hay lễ hội Hoa Quốc tế Goyang là một trong những cuộc trưng bày hoa cảnh có quy mô lớn nhất và nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Lễ hội kỳ vọng sẽ giúp ngành công nghiệp trồng và xuất khẩu hoa của Hàn Quốc phát triển thịnh vượng trở lại sau giai đoạn khó khăn từ năm ngoái. Lễ hội được tổ chức tại công viên Hồ Insan thuộc tỉnh Gyeonggi, thu hút hàng chục công ty hoa cảnh từ 30 quốc gia khác nhau đến tham gia. Với hàng chục chậu hoa cảnh thuộc hơn 5.000 giống hoa được trưng bày, khu vực Hồ Insan trông như một xứ sở thần tiên. Đến với lễ hội hoa Goyang năm nay, du khách có thể thỏa sức ngắm nhìn các khóm hoa tulip nhiều màu sắc do các công ty Hà Lan giới thiệu hay những chậu hoa hồng thơm ngát của các nhà triển lãm người Ecuador. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một lễ hội hoa có quy mô lớn như thế. Tôi cảm thấy rất vui vì được ngắm nhìn rất nhiều loại hoa khác nhau. Đứng giữa hàng ngàn loài hoa khiến tôi nhớ lại thời trai trẻ của mình. Đây là một cách tuyệt vời để thưởng thức mùa xuân. Du khách không những có thể ngắm vẻ đẹp của các loài hoa trong vườn, mà còn có thể thưởng thức mùi hương dịu dàng của nhiều loại hoa khác nhau tại một phòng trưng bày đặc biệt. Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu nhiều loại hoa cảnh có khả năng lọc sạch không khí. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.